Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng để các chủ thuê bao di động, SIM điện thoại đi chuẩn hóa thông tin. Tuy nhiên, theo Cục Viễn thông, hiện mới chỉ có khoảng 2 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin. Như vậy, số thuê bao đã chuẩn hóa thông tin hiện mới chỉ chiếm một nửa trên tổng số thuê bao cần chuẩn hóa. Những khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay cần ra ngay các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa. Từ ngày mai, các SIM có thông tin không chính xác sẽ bị dừng hoạt động theo yêu cầu của Cục Viễn thông. Các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau ngày 15 tháng 4, nếu thuê bao vẫn không ra chuẩn hóa, sẽ khóa điện thoại 2 chiều và sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi SIM. Lượng xe ô tô nhập khẩu về ồ ạt trái ngược với diễn biến của thị trường ô tô trong nước, vốn được dự báo là ảm đạm trong năm nay, đang được xem là một hiện tượng lạ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 3 tháng qua đã có gần 42.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, đạt tổng trị giá 903 triệu đô la Mỹ. Mức nhập khẩu tăng 76% về lượng và tăng 61% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo thống kê chưa đầy đủ, hiện các đơn vị kinh doanh ô tô trong nước đang tồn kho ít nhất 38.000 xe các loại. Theo nhóm các hãng xe nhập khẩu chính hãng, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đã tăng gấp 3 lần, song lượng bán ra lại giảm mạnh. Thực trạng này dẫn tới dư tồn kho diễn ra nghiêm trọng, tạo áp lực tài chính lớn. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 4, bệnh COVID-19 nghề nghiệp được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo quy định, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Nhóm người lao động thường gặp và tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 bao gồm nhân viên y tế, người làm việc trực tiếp trong khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà, nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, sĩ quan, quân nhân, công viên chức văn phòng, quốc phòng, công an và những người làm nghề khác được cử tham gia phòng chống dịch. Hà Nội dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số giá sinh hoạt đắt đỏ nhất. Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo về chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp cơ quan thống kê ghi nhận Hà Nội có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước. Tiếp đó là các địa phương Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, 5 tỉnh, thành phố có chi phí sinh hoạt hàng ngày rẻ nhất cả nước, theo thứ tự gồm Quảng Trị, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng và Nam Định. Sự chênh lệch trong chi tiêu giữa người dân ở địa phương có chi phí đắt đỏ nhất với địa phương có chi phí sinh hoạt thấp nhất cả nước, cụ thể là khi mua cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, nếu người dân Hà Nội phải trả 100 đồng một sản phẩm, dịch vụ thì người dân sống tại Quảng Trị chỉ phải chi khoảng 86,8 đồng. Bồi thẩm đoàn Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã quyết định truy tố ông Donald Trump liên quan đến cáo buộc ông chi tiền để bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống dính cáo buộc hình sự. Hãng tin CNN cho biết, bản cáo trạng đối với cựu tổng thống Donald Trump đã được văn phòng công tố quận Manhattan niêm phong và dự kiến được công bố trong những ngày tới. Ông Trump sẽ bị yêu cầu ra đầu thú và ra hầu tòa. Nếu thông tin được xác thực, ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ bị truy tố hình sự. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử của ông. Vụ việc xoay quanh cáo buộc ông Trump chi 130.000 đô la Mỹ để mua sự im lặng của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels thông qua luật sư lúc bấy giờ của ông là ông Michael Cohen trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016. Ngoài cáo buộc này, ông Trump cũng bị điều tra về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, trốn thuế và vi phạm luật liên quan đến tài trợ chiến dịch tranh cử. Ông Donald Trump đã liên tục phủ nhận các cáo buộc nói trên, đồng thời cảnh báo vào tuần trước về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu ông bị bắt và bị buộc tội. Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã về nước sau 3 tháng ở Mỹ. Hàng trăm người ủng hộ đã chào đón cựu Tổng thống Bolsonaro tại sân bay Brasilia trước khi ông tiến thẳng vào cuộc họp với đảng chính trị của ông. Ông Bolsonaro, người chưa bao giờ chính thức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022, tuyên bố sẽ lãnh đạo phe đối lập với chính phủ của đương kim Tổng thống Lula, nâng cao lợi thế cho chính quyền mới sau một cuộc bầu cử có tính phân cực cao. Cựu Tổng thống Bolsonaro, 68 tuổi, trong một webcast trực tiếp từ trụ sở Đảng Tự do của ông cho biết, những người bảo thủ kiểm soát quốc hội và chính phủ thiểu số của ông Lula sẽ không thể làm những gì họ muốn với tương lai của đất nước chúng ta. Ông Bolsonaro đã tự bảo vệ mình trước những cáo buộc rằng ông đã cố gắng giữ các trang sức trị giá 3,2 triệu đô la Mỹ từ quốc vương Ả Rập Xê Út mà không khai báo về món quà. Một vụ bê bối đã làm hoen ố tuyên bố là một chính trị gia liêm khiết của ông. Ông đã rời Mỹ 2 ngày trước khi tân Tổng thống Lula nhậm chức vào ngày 1 tháng 1. Ông Bolsonaro nói rằng ông cần nghỉ ngơi, nhưng những người chỉ trích nói rằng ông đang trốn tránh những rủi ro từ hơn 10 cuộc điều tra pháp lý mà ông có thể phải đối mặt ở Brazil. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cuối cùng phê chuẩn nghị định thư kết nạp Phần Lan vào Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO. Động thái này diễn ra 2 tuần sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan công khai ủng hộ nỗ lực nhiều tháng qua của quốc gia Bắc Âu. Sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga, chỉ còn phải trải qua một vài bước kỹ thuật trước khi trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Helsinki hy vọng tiến trình này sẽ được hoàn tất vào đầu tuần tới. Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, để chính thức trở thành thành viên NATO, các nghị định thư kết nạp Helsinki và Stockholm cần phải được Quốc hội của toàn bộ 30 quốc gia thành viên Liên minh phê chuẩn. Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU đã đạt được một thỏa thuận về các mục tiêu tham vọng hơn nhằm mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030. Đây được xem là một trụ cột quan trọng trong kế hoạch của khối nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Các nước EU và Nghị viện châu Âu đã nhất trí đến năm 2030, tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng tại EU sẽ đạt 42,5%. Trước đó, mục tiêu của EU là tới năm 2030, tỷ lệ này đạt mức 32%. Tính đến năm 2021, con số này là 22%. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo khác nhau. Thụy Điển dẫn đầu với tỷ lệ năng lượng tái tạo là 63%, trong khi đó tại Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ireland và các nguồn năng lượng tái tạo chiếm chưa đến 13%. Thỏa thuận trên sẽ phải được Nghị viện EU và các nước EU thông qua trước khi có thể trở thành luật. Một năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lệnh trừng phạt đã khiến nhiều doanh nghiệp ô tô lớn của phương Tây dần rút khỏi thị trường này. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất xe hơi của Trung Quốc đang mở rộng thị phần, lấp đầy khoảng trống tại thị trường Nga. Theo thống kê của cơ quan phân tích Autostat của Nga, các thương hiệu xe hơi đến từ Trung Quốc như Haval, Chery và Geely hiện chiếm gần 40% doanh số xe mới tại Nga sau khi các công ty như Renault, Nissan và Mercedes rời khỏi thị trường này. Con số trên tăng mạnh từ mức dưới 10% trong những tháng 1 và 2 năm ngoái. Trong khi đó, doanh số của các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm từ 70% xuống hơn 22%. Hiện doanh số bán ô tô Trung Quốc đang tăng lên chóng mặt ở cả các thương hiệu được thành lập từ lâu và những thương hiệu mới. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể cung cấp đa dạng các loại ô tô, nhiều xe thậm chí còn tiên tiến hơn xe Pháp. Về mặt kỹ thuật, một số thậm chí còn cao cấp hơn cả xe Nhật. Khi chúng tôi mới bắt đầu bán ô tô Trung Quốc ở vùng Viễn Đông của Nga, khách hàng có chút e ngại. Trong cả năm nay, chúng tôi đã cải thiện điều này bằng cách tổ chức lái thử, cung cấp thêm thông tin về những chiếc xe của hãng. Theo truyền thông của Nga, thị phần của các thương hiệu ô tô Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng trưởng mạnh ngay từ quý 1 năm nay khi họ được hưởng lợi từ việc dễ dàng duy trì nguồn cung cấp phụ tùng từ Trung Quốc. Tôi có một chiếc xe Volvo đời 2012. Bây giờ tôi đến đây để xem các hãng của Trung Quốc và định mua một chiếc. Tôi chưa biết nhiều về những dòng xe này, nhưng bây giờ tôi đang gặp vấn đề với chiếc Volvo về phụ tùng thay thế. Mọi thứ trở nên đắt đỏ. Ngoài ra, giá cả phải chăng cũng là yếu tố giúp người tiêu dùng tìm đến các hãng ô tô Trung Quốc nhiều hơn. Nhu cầu đối với xe Geely cao hơn nhiều so với Mercedes vì những chiếc xe này có giá cả phải chăng hơn. Chúng tôi cho rằng đến cuối năm nay sẽ bán được khoảng 250 đến 300 chiếc xe. Đây là con số đáng nể đối với phân khúc xe này, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay. Các chuyên gia cho rằng việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại trong năm nay sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu sang Nga, đặc biệt ngành ô tô sẽ là ngành hưởng lợi lớn do thị trường 150 triệu dân của Nga đang có nhu cầu không được đáp ứng vì các lệnh cấm vận.